Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sinh Tồn Cùng Người Lính Việt Nam. Hôm nay ta sẽ dẫn các bạn tới một nơi khám phá cực kỳ thú vị các bạn ạ. Đó là ở Sapa. Hiện tại trời lúc này nhiệt độ ngoài trời đang là khoảng 5 độ C các bạn ạ. Ngoài trời sương mù dày đặc. Cách đây một tuần thì tôi có nhận được thông tin của một người bạn nói rằng là ở Sapa hiện tại đang có tuyết đóng băng. Cho nên tôi rất muốn thực hiện cái video trải nghiệm sinh tồn tuyết đóng băng để cho các bạn hiểu và thấy được người lính Việt Nam sẽ sinh tồn như thế nào trong những thời tiết lạnh giá. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật tôi mới lên được. Đã là ngày 17 tháng 1 rồi. Cho nên là hôm nay thì nhiệt độ ngoài trời rất là thấp, khoảng 5 độ C. Nhưng mà cũng không có tuyết đóng băng các bạn ạ. Tại vì điều kiện lý tưởng để cho nhiệt độ nước hóa đóng băng là 0 độ C. Khi mà nhiệt độ ngoài trời ấy giảm xuống 0 độ C thì lúc đó thì mình có thể có điều kiện để giữ băng tuyết các bạn ạ. Hôm nay tôi lên rất là tiếc là không quay được cảnh trời tuyết băng giá các bạn ạ. Như các bạn đang thấy trên tay tôi đây là một cây mận rừng các bạn ạ. Nó có những bông hoa màu trắng rất đẹp, một loài cây đặc trưng của núi rừng Sapa. Hàng năm cứ vào khoảng tháng 12 âm lịch thì những cây mận rừng này sẽ bắt đầu ra hoa các bạn nhé. Hoa của nó có màu trắng muốt đây này, rất là tuyệt vời. Giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm núi rừng Sapa các bạn nhé. Vì một số điều kiện tôi không muốn thu phải nhiều tạp âm quá, cho nên là tôi quyết định là sẽ không tới gần khu vực có nhiều khách du lịch tham quan cũng như du lịch, để cho những cảnh quay của tôi nó sẽ chân thực và nó sẽ là tốt nhất. Chính vì vậy nên tôi sẽ không quay ở những cái điểm du lịch các bạn nhé, mà tôi sẽ trải nghiệm sinh tồn thực tế ở rừng núi, nhiệt độ ở Sapa khi mà hiện tại lúc này đang là 5 độ C các bạn ạ, nhiệt độ ngoài trời. Hy vọng tôi sẽ ở đây trong 48 tiếng và sẽ ghi lại quá trình mà khi tôi ở đây trong 48 tiếng sinh tồn tại Sapa. Hy vọng tôi sẽ gặp được thời tiết có tuyết đóng băng các bạn nhé. Giờ thì đi thế nào? Trải nghiệm hôm nay sẽ là một trải nghiệm rất thú vị với tôi các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Sapa. Cảm nhận đầu tiên đó là không khí ở đây rất lạnh. Ngoài trời thì sương mù dày đặc bao phủ. Tầm nhìn của tôi rất hạn chế. Tôi không thể nhìn vượt xa quá được 100m các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm sinh tồn đấy các bạn nhé. Giờ thì đi thôi nào. Ở đây thật sự rất trơn trượt các bạn ạ. Những vách đá tai mèo lởm chởm là một trong những đặc trưng nổi bật của những dãy núi đá vôi tại Việt Nam nói chung cũng như ở Sapa nói riêng. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời lúc này đang là 5 độ C. Rất là tiếc tại vì là tôi đã không kịp lên để ghi được lại những hình ảnh tuyết đóng băng tại Sapa và để cho các bạn xem được trải nghiệm sinh tồn thực tế nhất ở đây. Hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2021. Rất là tiếc tại vì hôm nay là tôi đã không kịp lên để ghi được lại cảnh băng tuyết ở tại đây. Tôi đã được bạn của tôi, một người bạn ở trên này thông báo cho tôi biết rằng là vào ngày mùng 10, 11 và ngày 12 tháng 1 thì hiện tại ở Sapa thì đã có tuyết đóng băng. Và tôi rất mong là ghi được cái cảnh tượng đó, nhưng hôm nay tôi lên hơi bị muộn cho nên là không ghi được cái cảnh đó. Rất là tiếc các bạn ạ.
Theo tôi được biết thì ở tại Sapa nhiệt độ là đang ngoài trời đang là 5 độ C các bạn ạ. Không chỉ ở Sapa mà ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Bắc hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang rất thấp các bạn ạ. Bây giờ đang là đầu mùa đông hay còn gọi là cuối mùa thu. Thật ra thời tiết Việt Nam thì tôi cũng ở ngoài miền Bắc nhưng mà nhiều lúc tôi cũng không phân biệt được là lúc nào là mùa thu, lúc nào là mùa đông các bạn ạ. Tại vì là nó thay đổi rất là nhanh chóng. Hiện tại các bạn đang thấy đây, trên tay tôi là một vách đá có rất nhiều rêu các bạn ạ. Loài rêu này chỉ mọc lên khi ở các khu vực ít ánh sáng mặt trời chiếu tới, và đặc biệt là không khí ẩm thấp, nhiều mưa, mưa phùn thì mới có những loại rêu này các bạn nhé. Một loài rêu đá rất đặc trưng tại Sapa. Phía bên trên là cả một thảm rêu màu xanh. Khi các bạn muốn thực hiện những cuộc hành trình du lịch, phượt, dã ngoại hoặc trải nghiệm sinh tồn thì hãy trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ và mang theo những vật dụng cần thiết các bạn ạ. Cần thiết nhất khi chúng ta mang theo đó là quần áo ấm. Hãy giữ ấm cho cơ thể chúng ta, đừng để bị lạnh quá các bạn ạ. Ngoài trời lúc này đang mưa rất lớn, sương mù dày đặc. Giờ tôi phải di chuyển thật nhanh chóng tới một địa hình nào đó để có thể dựng lều và nghỉ lại đêm nay ở đây. Tôi sẽ ở đây trong 2 ngày để săn băng tuyết các bạn ạ. Hy vọng đêm nay hoặc ngày mai sẽ có tuyết rơi, hoặc ít nhất là tôi có thể ghi hình được lại một số cảnh tuyết đóng băng. Tôi cần phải làm cho mình một nơi để nghỉ chân. Tôi đã phát hiện ra gần đây có một cái cây. Tôi sẽ lợi dụng địa hình tại gốc cây này. Nó đã có những cành chìa ra giống như một chiếc khung, như một giá đỡ vậy các bạn ạ. Giờ tôi chỉ cần phần làm phần mái để che lên bên trên. Như vậy là tôi có thể nghỉ lại đây đêm nay rồi. Những cây lau sậy này vì nhiệt độ không khí lạnh vào mùa đông cho nên chúng đã chết rất nhiều và để lại những phần lá khô như thế này. Tôi sẽ sử dụng lá của chúng để làm một nơi trú ẩn an toàn và ấm áp vào đêm nay. Đây là những cây lau sậy. Tôi sẽ chặt và sử dụng chúng để làm nơi trú ẩn của mình đêm ngày hôm nay. Nó sẽ giúp tôi chống đỡ lại cái lạnh ở đây. Khi nhiệt độ ngoài trời chỉ có 5 độ C các bạn ạ, vô cùng lạnh giá. Những cây lau và sậy khô này sẽ giúp tôi làm thành một lô trú ẩn an toàn các bạn ạ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau dựng lều để đêm nay chúng ta cùng săn băng tuyết ở đây các bạn nhé. Hãy tập hợp chúng ta thành một đống như thế này các bạn ạ. Giờ tôi sẽ lợi dụng những cành cây đã chìa ra có sắt như thế này để tạo cho mình thành một chiếc lều các bạn nhé. Một nơi trú ẩn an toàn vào đêm nay. Tôi sẽ dùng những cành cỏ khô để dựng lên như thế này. Rác thành một khung xương lều đã. Bằng việc kết hợp xếp nhiều cành cỏ khô lại như thế này, chúng ta có thể có một nơi để tránh được gió, tránh được mưa và rất ấm áp nhé. Các bạn nhớ một nguyên tắc, đó là chúng ta cần phải tạo cho mình một nơi trú ẩn an toàn là liều trước tiên, sau đó chúng ta mới tìm kiếm cái thức ăn và nước uống các bạn ạ. Rất nhiều người
khi bị lạc đường trong rừng, hoặc gặp lạ khi tham gia các chuyến du lịch, hoặc vượt sinh tồn. Họ lại không biết cách rằng là phải tìm mình một nơi trú ẩn an toàn trước, sau đó mới tìm đến những cái thức ăn và nước uống. Khi mà người ta cứ cố gắng để tìm thức ăn, tìm nước uống, nhưng lại quên mất nơi trú ẩn an toàn, một trận mưa lớn ập tới, chắc chắn các bạn sẽ bị ướt hết. Ngoài trời tiếp tục đổ mưa các bạn ạ. Với tình hình này có lẽ trời sẽ không thể ngớt mưa được. Với cái rét 5 độ của mùa đông cộng với những cơn mưa cuối mùa thu này khiến cho tôi đã bị ướt nhẹp từ đầu đến chân rồi. Giờ tôi phải nhanh chóng vào nơi trú ẩn của mình. Một túp lều tranh hai trái tim vàng các bạn ạ. Một ngôi nhà cỏ, một túp lều tranh hai trái tim vàng các bạn ạ. Ở trong này tôi đã khá an toàn rồi. Tuy là không gian hơi chật hẹp một chút, nhưng mà tôi vẫn có thể xoay sở ở trong này, đủ để tôi có thể làm nghỉ và đối đầu với cái rét mùa đông tại Sapa. Tôi đã vào trong nơi trú ẩn của mình rồi các bạn ạ. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với thời tiết mưa ở đây, toàn bộ quân trang, giày và những trang bị của chân của tôi đã bị ướt nhẹp rồi. Các bạn có thể thấy bây giờ giày của tôi có thể vắt ra nước rồi. Thật kinh khủng. Hy vọng trời sẽ ngớt mưa, tôi sẽ ra ngoài tìm những cành cỏ khô và tìm cách để nhóm lửa lên. Trời đang rất lạnh các bạn ạ. Nếu như không thể nhóm lửa, có thể tôi sẽ bị lạnh cóng đêm nay mất. Một vài cây lau sậy đã khô, hy vọng bên trong của nó sẽ bị ướt. Ôi, có lẽ là không khí ở đây quá ẩm các bạn ạ. Tuy là nhìn cây rất khô nhưng mà bên trong lại ướt sũng cả nước rồi. Tôi sẽ thử ở những cây khác. Bên trong của chúng đều bị ướt các bạn ạ. Những mảnh vỏ nhỏ như thế này, chúng có kích thước mỏng hơn. Hy vọng tôi có thể sẽ tạo ra lửa được. Nếu như không thể tạo ra lửa thì cơ hội sống sót ở những nơi lạnh giá như thế này sẽ là rất thấp các bạn ạ. Những trang bị mà tôi mang theo không đủ để giữ ấm cho cơ thể tôi. Tôi sẽ thử đánh lửa các bạn ạ. Mặc dù hy vọng không có nhiều, vì những cây cỏ này đều đã bị mưa ướt sũng cả rồi. Với bên trong chúng cũng đã bị ướt đẫm nước, chẳng thể nào mà khô hơn được. Các bạn hãy xem này, bóp chúng còn chảy ra nước như thế này cơ mà. Có lẽ sẽ không thể đánh lửa được mất, nhưng vẫn phải lên cố gắng các bạn ạ. Hãy thử. Không có tác dụng gì cả. Có lẽ vì chúng quá ướt, tôi cần phải tìm những thứ khô ráo hơn để gây lửa trong thời tiết như thế này. Thật kinh khủng.
trời ngày càng mưa to hơn các bạn ạ. Có lẽ tôi sẽ phải ra ngoài, ra ngoài để tìm xem có loại nào, có thứ gì có thể khô hơn không. Không thể ngồi đây mà chịu chết được. Mặc dù ngoài trời đang rất lạnh và mưa, tôi phải đi thôi. Những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi xuống các bạn ạ. Hy vọng trời sẽ ngớt mưa, mọi thứ sẽ khá dần lên. Nhưng có lẽ thời tiết lành ngày càng tệ. Tôi không biết mình có thể vượt qua được 48 tiếng thử thách sinh tồn ở Sapa hay không nữa. Ngoài trời đang mưa ướt nhẹp các bạn ạ. Chẳng có chỗ nào có thứ gì khô cho tôi lấy được cả. Thậm chí ở dưới gầm những bụi cây như thế này, chúng cũng đều đã bị ướt cả rồi. Tôi cần phải tìm thêm thứ gì đó khô ráo để có thể gây lửa được. Những cây lau sậy trông như thế này, thế nhưng chúng đã đều bị ướt hết cả rồi các bạn ạ. Không thể nào gây lửa được bằng chúng nữa. À đây rồi. Ở đây có một bụi khô rất lớn các bạn ạ. Tôi sẽ vào bên trong. Hy vọng rằng những chiếc lá của chúng vẫn có thể giữ khô ở bên trong phía tán lá này. Đây rồi. Những thứ mà tôi đang cần tìm. Thật là may mắn các bạn ạ. Những chiếc lá bên trong này vẫn còn khô. Như vậy là tôi vẫn có hy vọng để có thể đánh lửa các bạn ạ. Tôi sẽ mang chúng về. Bây giờ thì tôi đã tìm được những chiếc lá khô rồi. Chúng nằm lại ở những bụi cây lau sậy còn khô các bạn ạ. Rồi tôi sẽ vò lát chúng ra, vò thật nhỏ ra các bạn nhé. Hãy làm như thế này. Hãy xé chúng thật lát và nhỏ ra như thế này nhá. Thì cơ hội đánh lửa của chúng ta mới có. Trông chúng khô như thế này thôi, thực ra chúng rất là ướt các bạn ạ. Chúng chỉ khô hơn những cái cây mà tôi đã mang về đây hơn một chút thôi. Chúng ta sẽ phải làm cho chúng thật nhỏ ra. Hãy tìm cách vò chúng lát thật nhỏ ra như thế này đây. Càng nhỏ càng tốt. Hãy vò tới khi chúng lát vụn nó như thế này, tạo thành những mớ bùi nhùi, thật dễ bắt lửa các bạn nhé. Thì chúng ta mới có cơ hội để gây ra lửa được. Giờ tôi sẽ bắt đầu đánh lửa các bạn ạ. Thử lại một lần nữa nào. Hy vọng lần này sẽ thành công. Trời rất là ẩm ướt. Để đánh lửa là rất khó khăn. Ôi trời ơi. Không được rồi các bạn ạ. Lại tắt mất rồi. Bực thế nhỉ. Điên cả người lên. Ui giời ơi. Lại tắt mất rồi. Nó đã bén lửa rồi bạn ạ. Các bạn ạ. Nhưng mà nó lại tắt mất. Lại bị tắt mất. Tại vì là nó ướt quá, không thể nào cháy lên được. Giờ tôi sẽ phải nghĩ ra một cách nào đó để cho nó khô hơn. Tôi không thể tìm thấy những cái nào khô hơn cả. Tại vì ở đây mấy ngày hôm nay đều mưa cả rồi, cho nên nó đều bị ướt hết cả rồi. Tôi tìm được những cây này tưởng như đã khô nhưng mà cũng không thể bắt được lửa. À đúng rồi. Tôi sẽ sấy khô nó các bạn ạ. Sấy khô nó bằng nhiệt độ của cơ thể mình. Tôi sẽ làm như thế này đây.
Tưởng chừng như đã gây được lửa rồi cũng lại tắt bớt các bạn ạ. Tại vì nó quá ẩm ướt. Ở đây thì đã mưa cả vài tháng nay rồi chứ không phải là mấy ngày nữa. Tưởng rằng đã cháy được nhưng mà cuối cùng lại tắt mất các bạn ạ. Tại vì nó quá ẩm ướt. Tôi đã tìm những thứ khô nhất để có thể để gây lửa rồi nhưng mà vẫn không thể nào cháy được các bạn ạ. Giờ tôi chỉ còn một cách duy nhất thôi. Đó là tôi sẽ dùng chính nhiệt độ của cơ thể mình để sấy chúng khô lên các bạn nhé. Đây là một cách rất hữu hiệu các bạn ạ. Khi mà các bạn không thể gây được lửa. Khi mà các bạn không thể gây được lửa khi trời mưa, những vật các bạn muốn gây lửa đều đã bị ẩm ướt hoặc ít nhất là chúng đã có thể bị ngấm nước ở bên trong và chúng không thể nào mà bắt được lửa, thì các bạn hãy làm như thế này các bạn nhé. Những mớ bùi nhùi như thế này, hãy để chúng vào trong cơ thể của các bạn, để vào trong người nhé. Để vào bên trong người này thì nhiệt độ nhất là vùng lách này, các bạn hãy giữ nó trong vùng lách này trong một khoảng thời gian nhất định, nhiệt độ từ cơ thể bạn sẽ truyền ra và sẽ sấy cho chúng khô lên. Như vậy thì bạn mới có cơ hội để có thể gây được lửa. Tôi sẽ làm phương pháp này. Hy vọng trong một khoảng thời gian nữa trời sẽ tạnh mưa, trời sẽ bớt lạnh hơn và tôi cũng có thể gây được lửa để sưởi ấm, giữ ấm cho cơ thể mình. Khi mà trời lạnh như thế này mà chúng ta bị giảm thân nhiệt là một điều rất nguy hiểm các bạn ạ. Cần phải giữ ấm cho cơ thể của chúng ta. Vì trời mưa rất là lớn các bạn ạ. Toàn bộ quần áo cũng như quần trang của tôi đều đã bị ướt nhẹp rồi. Vì trong lúc tranh thủ trời còn chưa mưa lớn, tôi đã phải dựng lên nơi trú ẩn này. Thì trời đã trượt đổ cơn mưa. Kết quả là ướt nhẹp. Sau một khoảng thời gian thì nó đã khá khô rồi các bạn ạ. Nhiệt độ từ cơ thể tôi đã truyền ra và nó đã khô hơn trước rất nhiều rồi. Giờ tôi sẽ đánh lửa thử một lần nữa các bạn nhé. Hy vọng lần này sẽ thành công. Nếu không tôi sẽ phải sấy thêm một lần nữa, lâu hơn nữa để cho nó khô hơn. Bén lửa rồi. Hy vọng lần này tôi sẽ thành công. Hãy thổi thật nhẹ thôi các bạn nhé. Thổi thật nhẹ nhàng các bạn ạ. Vì khi nó mới bén thì ra mà thổi mạnh nó sẽ tắt mất ngay. Hãy thổi thật nhẹ nhàng thôi, cho tới khi chúng đủ sức để cháy. Wow. Sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng, tôi đã tạo ra được ngọn lửa các bạn ạ. Thật tuyệt vời. Khó của chúng làm cho tôi bị cay mắt, khiến nước mắt nước mũi chảy ràn rụa ra các bạn ạ. Khói tuét mắt là có thật đấy. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi đã thành công rồi các bạn ạ. Tôi đã tạo ra lửa rồi. Giờ tôi sẽ đốt đống lửa này lên và sưởi ấm cho cơ thể mình, tránh lại cái lạnh tại mùa đông tại đây. Mọi thứ đều rất ướt át các bạn ạ. Việc gây lửa trong điều kiện như thế này là rất khó khăn. Chúng ta phải thử từng bước một. Không thể bỏ cuộc được các bạn ạ. Hãy duy trì cho nhiệt độ của chúng cháy từ những cành cây nhỏ khô hơn ở bên dưới. Và tiếp tới sẽ là những cành lớn hơn ở bên trên như thế này. Oxy thông thoáng thì chúng mới có thể cháy được. Vì chúng cũng đang rất ẩm ướt. Các bạn có thể nhìn thấy những cành củi đây vẫn còn đang ướt rất nhiều nước các bạn ạ. Hãy thổi nhẹ nhàng để cung cấp thêm oxy cho nó, giúp cho cháy nhanh hơn các bạn nhé. Tôi cần phải nhanh chóng tạo ra đống lửa để sưởi ấm cho cơ thể mình. Toàn bộ quần áo quân trang cũng như thể của tôi, cũng như cơ thể của tôi đã bị nhiễm lạnh các bạn ạ.
Giờ thì lửa đã cháy lên rồi các bạn ạ. Tôi đã có một đống lửa rất to để sưởi ấm. Nhiệt độ ngoài trời lúc này có vẻ đang lạnh hơn các bạn ạ. Có thể đêm nay sẽ có tuyết rơi, hoặc đêm nay nhiệt độ sẽ xuống thấp hơn nữa. Tôi cần phải nhanh chóng cởi trang bị của mình ra và hong khô chúng. Giờ đang ướt nhẹp rồi các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy người tôi đang bốc hơi này. Vì quá ướt mà trời thì lại lạnh. Mà gần như đống lửa thế này, quần áo của tôi đang được sấy khô dần rồi. Giờ tôi sẽ cởi hết trang bị của mình ra để hong khô các bạn nhé. Hiện tại tôi đã cởi hết quần áo dài bên ngoài rồi các bạn ạ. Để nhắm đích đó là sấy cho nó khô. Rất may là trong ba lô của tôi có một túi chống ẩm, cho nên là một chiếc chăn của tôi mang theo vẫn còn đủ khô ráo để cho tôi giữ ấm cho cơ thể của mình. Trời bây giờ đang rất là rét các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên kia là quần áo tôi đang sấy kìa. Đã bộ hơi nghi ngút các bạn ạ. Rất may là những dụng cụ ghi hình của tôi hôm nay không bị ướt các bạn ạ. Và đặc biệt hôm nay là tôi có được mang theo trang bị thêm một chiếc cam hành trình nữa để tôi có thể ghi lại nhiều cảnh hơn. Nhiệt độ này đang có vẻ đang lạnh hơn các bạn ạ. Đang rét rất là nhiều. Toàn bộ quần áo và trang bị của tôi đã cởi ra rồi. Và tôi đang kiểm tra lại các thiết bị ghi hình của mình xem có bị vào nước hay không. Rất may là những camera và thiết bị ghi hình của tôi hôm nay đã được để trong hộp chống nước, cho nên là nó đã tránh được phần nào bị nước ướt các bạn ạ. Đây là chiếc camera mà tôi thường xuyên ghi hình. Tôi thường mang theo hai camera, một camera chính thì tôi đeo trên người và một camera phụ thì đặt ở bên dưới các góc quay nhỏ. Và đây chính là hộp chống nước của nó các bạn ạ. Chính vì vậy nên đôi khi có những cảnh quay mà nó thường không có âm thanh hoặc là nó hơi bị thiếu ánh sáng một chút, tại vì để cho cái hộp chống nước này các bạn ạ. Để cho nó khỏi bị va đập mà. Trong lúc chờ đợi quần áo khô thì tôi kiểm tra lại thiết bị của mình một chút. Rất may là mọi thứ đều an toàn, không có vấn đề gì cả. Giờ tôi sẽ chờ cho quần áo của mình khô và tìm kiếm một vài loại thức ăn nào đó quanh đây. Hy vọng tôi sẽ tìm được những thứ gì đó để có thể giúp cho cơ thể của mình chống đỡ lại cái lạnh ở đây. Nhiệt độ đang rất rét các bạn ạ. Mọi thứ có vẻ yên tạm ổn rồi. Quần áo của tôi đã gần khô rồi. Toàn bộ giày, quần áo cũng như quân trang của tôi sẽ rất nhanh chóng được hong khô bởi ngọn lửa này. Hãy hong xa chúng ra khỏi cách lửa một chút các bạn nhé. Chứ đừng để gần quá, có thể chúng sẽ bị cháy. Hoặc tệ hại nhất là chúng có thể sẽ bị sun lại các bạn ạ. Trong cái rét này thật quá rét các bạn ạ. Chân tay tôi đều bị sun hết lại các bạn nhìn thế này. Vì nó quá lạnh mà. Tôi cần phải hơi khô chân tay của mình để giữ ấm cho cơ thể. Trong lúc chờ đợi quần áo khô, tôi sẽ mặc lại. Trời đã ngớt mưa rồi các bạn ạ. Có lẽ là thời tiết đang khá hơn rồi. Nhưng đây không phải là mục đích tôi mong muốn. Tôi muốn trời lạnh hơn một chút để có thể có tuyết rơi. Hoặc ít nhất là tôi cũng có thể ghi được cảnh lại cảnh băng giá ở đây. Hơi nóng của lửa làm cho quần áo và trang bị của tôi bốc hơi rất nhanh. Hơi nước sẽ được bay đi và chúng sẽ khô thoáng rất nhanh các bạn ạ. Có vẻ như xung quanh đây chẳng có gì cho tôi cả.
À đây rồi. Các bạn thấy không? Nó là một con ốc sên các bạn ạ. Một con ốc sên rất to. Hãy nhìn nó mà xem. Ở những nơi lạnh giá, thức ăn hiếm hoi như thế này thì việc tìm kiếm được những con ốc sên như thế này cũng rất có giá trị đấy các bạn ạ. Tôi sẽ mang nó trở về và nó sẽ trở thành bữa ăn của tôi. Hãy nhìn nó mà xem. Một con vật gớm ghiếp. Rất nhiều nước dãi. Nó rất trơn trượt. Nó đã sợ quá và thu mình vào trong vỏ rồi. Giờ tôi sẽ nướng nó trên lửa các bạn ạ. Khi nướng chín chúng ở trên lửa thì chúng ta mới có thể an toàn để ăn được. Mặc dù tôi nghĩ là mùi vị của nó cũng sẽ không ngon lắm đâu, nhưng đây là thứ duy nhất mà tôi có thể tìm kiếm được. Hãy đặt nó lên lửa như thế này các bạn nhé. Và ngửa bụng của nó lên, để phần lưng của nó úp xuống, phần bụng thì sẽ ngửa lên như thế này. Bằng cách nướng như thế này, chúng sẽ được nướng chín. Hãy nhìn này, đây là lớp dịch nhầy của chúng, trông thật kinh tởm. Tôi sẽ không muốn ăn phần nhớt này đâu. Hãy nướng cho tới khi nó khô hết cả phần nhớt đi các bạn nhé. Chống chọi với cái lạnh ở đây không hề đơn giản các bạn ạ. Tay của tôi đã bị vết cỏ lau, cắt cho lát bét rồi. Giờ thì mọi thứ đã chín. Con ốc này sẽ trở thành bữa ăn của tôi trong ngày hôm nay. Nó còn đang rất nóng các bạn ạ. Tôi sẽ dùng dao để đập vỡ phần vỏ của nó. Không nhiều lắm, nhưng nó cũng có thể giúp tôi chống chọi lại với cái rét và cái đói ở đây. Đây sẽ là phần an toàn mà chúng ta có thể ăn được các bạn ạ. Một phần miệng của con ốc, hãy bỏ phần ruột của chúng đi, vì có thể chúng sẽ ăn rất nhiều thức ăn trong vùng núi này, có thể là những loại cây cỏ có độc đấy các bạn ạ. Giờ đây toàn bộ quần áo cũng như quần trang của tôi đã được khô. Giờ tôi sẽ ăn nó. Nó sẽ là bữa ăn của tôi. Nó có mùi vị khá hấp dẫn, nhưng không biết mùi vị có thế nào, bởi vì tôi nhìn thấy nó rất là nhiều nhớt. Thật kinh khủng. Tôi sẽ thử ăn nó. Nó có vị khá dai, không còn nhớt nữa. Nhưng mùi vị của nó không hề dễ ăn một chút nào cả. Kinh khủng. Có lẽ nó không phải là thức ăn dành cho tôi các bạn ạ. Thật kinh khủng. Tôi sẽ tìm một loại thức ăn khác dễ chịu hơn. Không thể ăn được các bạn ạ. Hy vọng trời sẽ khá hơn và tôi sẽ ra bên ngoài để tìm những loại thức ăn tốt hơn nữa. Con ốc này không phải là thức ăn dành cho tôi. Mùi vị của nó thật kinh khủng.